Hello, Nhân chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng tại khu Bella Vista. Thì bây giờ trời đang chuyển mưa và gió rất là lớn, cho nên là alo, Nhân nghĩ là chắc nó hơi ồn chút xíu, nên là cả nhà mình cũng thông cảm với Nhân nha. Thì mục đích Nhân đứng ở đây và Nhân làm video này là để cập nhật hạ tầng cho cả nhà mình. Thì như mình thấy bây giờ là cái khu mà chỗ Nhân đứng nè, cái khu này thì công ty bán đợt sau, cho nên là mà bán đợt sau cả nhà, nhớ là bán đợt sau nha. Mà giờ hạ tầng xong hết trơn rồi, trong khi đó hạ tầng ở trong kia đang bán nè, chủ nhật này bán rồi, ngày 17 là mở bán, mà hạ tầng sao ta, cũng tạm ổn thôi không có gì đặc biệt lắm. Thì nhân chia sẻ cho cả nhà mình, nếu như mình mua đầu tư thì ở trong đó hạ tầng nó chưa có, mà trong khi cái đợt chưa bán, hay ồn nha cả nhà, trong khi cái đợt chưa bán hạ tầng xong rồi, thì chắc chắn một điều chủ đầu tư sẽ bán trong kia với cái giá nó rất là mềm, và chủ đầu tư cam kết cho cả nhà mình trong vòng 3 tháng từ ngày ký hợp đồng là cả nhà mình sẽ được bàn giao hạ tầng hoàn thiện 100%. Thì khi hạ tầng trong kia hoàn thiện và hạ tầng ở đây cũng hoàn thiện, thì lúc đó tiếp tục công ty bán ở đây chắc chắn cái giá nó khoảng từ 9 đến 10 triệu một mét vuông, trong khi đó mình mua chỉ khoảng 7 triệu mét vuông thôi. Thì lúc đó cả nhà mình sẽ đầu tư bán lại là có lời rồi, đó là chắc ăn một điều diễn nhiên. Cho nên khi Nhân bán cái dự án này, Nhân rất là tự tin hơn bao giờ hết. Ngày xưa cả nhà bán Phú Sinh á, thật sự là rất là lo, rất là sợ luôn. Tại vì khi mà đi vô trong đó, nếu mà nó được như vậy là cũng ok nè, cũng khá gọi là tạm ổn. Nhưng mà khi những đợt đầu, đợt 1, đợt 2 bán trong đó hầu như nó là một mảnh đất trống, nó không có bất cứ một cái gì hết đó. Nhưng mà lúc đó thì cái giá nó cũng cao so với thị trường rồi, cho nên rất là sợ. Sợ gì? Sợ khi mà bán cho những chủ đầu tư mà lợi dụng như là hạ tầng nó không có đàng hoàng, rồi cái khu đó không phát triển, thì đâm ra nó dẫn tới cái tình huống là khách hàng mình bị chôn vốn. Cho nên là cũng rất là sợ khi mà bán hàng bên đó. Nhưng mà cái nỗi sợ đó thì được giải quyết từ khi công ty bán đợt 3 và đợt 4. Bởi vì lúc đó hạ tầng rất là ok, rất là đẹp rồi, nên là không có sợ nữa. Và lúc đó tự tin bán hàng. Thì Nhân không phải là nổ hết à? Là chắc vậy. Không phải là nổ. Nhưng mà trong Phú Sinh đó, thì Nhân bán từ hồi đó tới giờ luôn á, là khoảng 100 lô trong đó. Mà hầu như á nha, mấy cái khách hàng mà Nhân bán á, thì mới đầu nói với Nhân ơi, anh chị mua đầu tư, cho nên là em kiếm cái nào nó được cái giá nó rẻ rẻ, mềm mềm chút xíu, để anh chị đầu tư mà xin lời, thì Nhân sẽ kiếm những cái nền đẹp, giá rẻ, giá mềm. Thì khi mà có lời rồi đó, Nhân gọi là không chịu bán, khổ vậy đó. Và bây giờ hầu như là không có hàng bán lại, mặc dù khách rất là nhiều. Thì những cái YouTube mà của Nhân đưa lên đó thì nó còn nằm trên đó. Và khi những khách hàng vô tình thấy được đó thì gọi cho Nhân. Nhưng mà khách hàng thì nhiều, nhưng nền bán thì lại không có. Thì đâm ra là hổng rài đó là gắn cày bên đây, quay mặt mày đen thui, trái đen hết. Mà bán được cũng đặt chỗ được mấy lô rồi cả nhà. Mà cũng sợ, không biết là đặt chỗ rồi nhưng mà có giành giật lại hay không. Thì nó hên xui, thôi kệ, tới đâu tính tới đó. Thì bây giờ Nhân xin nhấn mạnh lại là hạ tầng của Bella Vista của mình đó, thì bây giờ cũng đang hoàn thiện rất là tốt rồi, và cái giá cũng rất là tốt so với khu vực Đức Hòa này. Không có dự án nào mà cái giá nó rẻ như cái dự án Bella Vista. Và ở đây khi mình mua đó, được cam kết trong vòng 3 tháng là có hạ tầng. Và hạ tầng ở ngoài cái khu tiếp tục mà công ty đang bán cũng bị sắp xong rồi, và công ty chuẩn bị đổ nhựa cho mình luôn đó, cho nên là rất là ngon nha cả nhà. Rồi Nhân tiếp tục câu chuyện nha cả nhà. Tại vì gió quá cho nên là Nhân phải ngừng lại xíu. Thì bây giờ khi mà cả nhà mình mua bên khu Bella Vista, thì từ đây tới cuối năm Nhân đảm bảo chắc ăn 100% với cả nhà luôn, là mình lời ít nhất phải từ 30%, 30% tới 35%. Tại vì cái hạ tầng bên kia là công ty đợt 1, đợt 2 lúc trước là công ty cũng đã đang chảy nhựa luôn rồi. Và hạ tầng nào hầu như là hoàn thiện trong rồi đó, cho nên là rất là ngon lành. Và bên kia đang chào bán với cái giá 90 triệu mét không à đó. Cho nên là khi mà hạ tầng bên kia nó xong một cái nữa, mà đổ nhựa cái nữa, là lúc đó nó khoảng chừng 10 triệu, 11 triệu. Bên đây mình mua 7 triệu, mình bán là tầm khoảng 9 triệu thôi, là thấy ngon rồi, có lời rồi đó.
cho nên là rất chắc ăn, rất là tự tin để bán hàng cho cả nhà mình. Tại vì thật sự á, thì nếu như cả nhà mình đầu tư á, nếu như cả nhà mình đầu tư thì mua đất ở Sài Gòn thì lúc nào cái thanh khoản nó cũng cao hơn, chẳng hạn như mua bên quận 9, những cái giáp ranh đó cả nhà, khoảng tỷ, tầm tỷ ngoài á, thì mình mua bên quận 9 rồi đó, thanh khoản rất là cao, nhưng cái vốn đầu tư mình bỏ vô nó cũng phải cao, thì nó rơi vào tầm khoảng ví dụ như là 800-900 tỷ đó. Còn khi mà mình không có tiền thì mình xuống cái khu này, bây giờ là một lô nó khoảng 400-450 triệu thôi, nhưng mà cả nhà mình trả 50%, còn 50% góp, thì góp trong đây, bên đây góp chỉ được 6 tháng thôi đó. Mà mình góp 6 tháng tại vì ở bên đây thứ nhất là cam kết 3 tháng đã giao nền cho mình, thì cho nên là được góp 6 tháng, còn sổ trong vòng 1 năm là có. Thì hiếm có cái khu dân cư nào mà cái sổ nó rật, nó ra lại nhanh như vậy, chỉ có riêng khu này thôi đó. Những cái mà nhân chia sẻ cho cả nhà mình để mình mua hàng mình cũng tự tin. Nói qua khi cả nhà mình đã mua đất của Nhân rồi thì Nhân cam kết Nhân sẽ bán hàng lại cho mình, trừ khi là cả nhà mình thấy lời rồi mà không muốn bán thôi, tức là mình thấy nó còn lời nữa, cảm giác lời nữa thì mình để lại thôi, chứ còn muốn bán thì cứ alo cho Nhân. Và bây giờ bên đây thanh khoản rất là tốt nha cả nhà. Và Nhân chia sẻ cho cả nhà một bí quyết để làm sao mà khi mà vô những cái khu dân cư nè mà mua lại của người dân mà bảo đảm bây giờ vô đây cả nhà mình không bao giờ gặp được chủ, hầu như là qua môi giới hết, qua sale như Nhân hết, thì cái giá bị đẩy lên xíu. Thì cả nhà mình bằng cách là gì, mình nói với các bạn sale hay là những anh cò, anh ơi bây giờ tôi ở đây là tôi mua để tôi xây nhà tôi ở, cho nên là cái số tiền nó hơi hạn hẹp chút xíu, cho nên là anh kiếm cái nào mà cái giá mềm, thứ nhất là cái giá mềm, thứ hai là cái vị trí nó được xíu, tại tôi mua tôi ở liền, chứ còn giống như đầu tư thì nó không sao đó, đầu tư thì có thể để lâu dài, nhưng mà giờ tôi muốn ở liền là cho nên là kiếm là được xíu mà giá rẻ xíu, mình nói chuyện kiểu thang xíu cả nhà. Thì lúc đó những anh môi giới nó nhiều khi á, ví dụ như là ăn phần trăm thì không nói rồi, mà có những anh là người ta bán nó hơi bị kê lên á, kê cái giá tiền lên thì nó hơi cao, chẳng hạn như 50 chục, cái nghe nói dễ thương quá, nên là người ta ép xuống người ta lấy nhiều khi 50 triệu, người ta đồng ý luôn. Mà quan trọng là cái thần thái của mình đối với cái người cò, người sale đó. Rồi một cái cách để mà cả nhà mình mua được nền đẹp và giá rẻ nha, và cái cách đó là Nhân sử dụng, khách nhiều khách hàng sử dụng với Nhân rồi, và hầu như là ngon lành hết. Rồi thôi, Nhân nói sơ về dự án một chút xíu thôi, thì mai mốt tới ngày báo bán thì Nhân sẽ cập nhật lại cho cả nhà. Rồi, Nhân chào cả nhà.